Bất động sản Đất Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Mỹ Thạnh, xã Sông Thần, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một căn nhà hiện tại là chủ đang ở luôn nha. Với ngang là 5m, chiều sâu á là 30m nha. Lên tổng diện tích đó là 149,5m² nha anh chị. Cái hướng căn nhà mình đây là hướng Tây. Anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Trước màn hình mình anh chị là đường chỗ cái xe ô tô của em đậu á, là đường tỉnh lộ 876 chị ha. Đó, mình vô tới đây là đường ô tô đó, xong rồi từ đường ô tô á vô tới căn nhà mình á là khoảng là 30m á là đường xe máy nha. Tính từ từ khoảng 130m là cách đường tỉnh lộ 876 chị ha. Ở đây thì mình đi chợ chị, ở đây có cái chợ gần nhất kêu mình chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim là khoảng là 1 cây rưỡi số là tới chị ha. Ở đó thì có bệnh viện, trường học, trạm y tế, ủy ban đầy đủ hết rồi chị ha. Con cái mình đi học cũng đây rất là tiện đó, mình đi chợ rất là gần nha anh chị. Rồi từ chỗ em đứng đây ha, thì em sẽ đi bộ lại cái căn nhà cho anh chị và cô chú mình tham quan được sát hàng xóm luôn ha. Xe ô tô tới vị trí chỗ em đứng luôn nha anh chị, nó rất là rộng nha, tại vì vô đây hơi hoành đầu hơi khó, đầu xe ô tô khúc ngoài nha anh chị. Ở đây mình cách thành phố Mỹ Tho anh chị chỉ có là 8 km là tới chị ha. Còn nếu mà anh chị ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh á chị, nếu tính từ bến xe miền Tây á chị ha, về tới căn nhà mình cần mua là 67 km là tới anh chị ha. Đây là hàng xóm của mình đây chị. Đường trước cái căn nhà mình là đường công cộng chị ha, nhưng mà vô một đoạn nữa là đường cùng anh chị, khoảng vô khoảng 70m thôi, đến 80m đường cùng anh chị ha. Rồi xe ô tô vô tới đây anh chị ha, từ đây bắt đầu là cấp cua này, ô tô vô không được anh chị. Đây qua cái cống này đó, từ đây là vô đường xe máy nè đó, khoảng 30m là tới rồi anh chị ha, rất là gần. Ở đây thì mình có điện nước cáp wifi đầy đủ hết nha anh chị. Ở đây thì chủ đang ở nên xài nước ngọt không có mặn, cũng khu này cũng không có nhiễm phèn luôn, nên anh chị và cô chú rất yên tâm vấn đề đó ha. Giá chủ ký gửi giá bán anh chị là 500 triệu anh chị ha. Giá này em thấy rất là hợp lý anh chị. Tại nhất là có cái nhà xây dựng lên cũng rất là kiên cố, họ ốp gạch rất là sạch sẽ anh chị ha. Giá này em rất là mềm rồi. Tại lúc trước kêu cao giá này mà em không quay. Giờ chủ hạ giá thì em cũng xin phép quay lại cho anh chị xem cái căn nhà này ha. Đó mình đi thẳng khoảng là 70-80m ở đường cùng anh chị ha. Ở trước cái đây là đường nước công cộng không anh? À, bên tay trái mình đây, trước cái nhà mình đây có một đường nước công cộng khoảng 1m anh chị ha. Anh chị có thể lấy nước ra vô mình sinh hoạt ha, tưới cây rất là tiện nha anh chị. Đây, đây là căn nhà của mình anh chị. Đây, từ cái ganh ở bên tay phải màn hình có trụ bê tông, hàng rào cao khoảng 1,5m chị ha. Qua bên tay trái mình là 5m. Chiều sâu là 30 nha anh chị. Căn nhà mình hiện tại là đất keo năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Rồi qua tới ganh bên đây. À, bên tay trái màn hình anh chị. Rồi để quay không gian rộng căn nhà cho anh chị xem luôn ha. Đấy. Phía ngoài thì chủ chưa có tô chị ha. Chưa tô kẹp tại dịch ngưng. Dạ, dịch ngưng anh. Dạ. Rồi dịch thì ngưng luôn rồi, tôi bệnh nữa, tôi bị gan. À. Anh bị gan hả? Bị sơ gan rồi, cái ngưng. Thì khắp bệnh nó bớt nhiều chưa anh? Nay giảm rồi. À giảm rồi hả? Ừ. Ừ. Rồi mình đi khám bệnh viện nào? Tôi tùm lum á anh Phó, Chợ Rẫy với bệnh viện nhiệt đới. Dạ. Rồi Tiền Giang thì đầy hết rồi, nằm với nằm tùm lum rồi. Nhưng mà nói chung nay giảm, nó ở Úc Nam đó. Dạ, nay cũng giảm nhiều ha. Ở Úc Tây rồi Úc Nam. Dạ, mong anh mau hết bệnh ha. Đây là chủ nhà anh chị ha. Vậy em xin phép anh ha, em vô em quay cho khách coi nha anh. Rồi, đây là mặt tiền của mình nè, chỉ có 5m thôi chị ha. Diện tích cũng vừa phải, thích hợp cho anh chị cô chú nào ít tiền giá bình dân nha anh chị. Đây, chủ cũng khó khăn quá, bệnh quá nên bán anh chị ha. Đây cái sân của mình đây. Ở
Trước đây cái sân thì ở đây chủ có nuôi một số trăn. Đây trăn nhỏ, đây trăn lớn anh chị. Dạ. Ồ, rồi to quá hả anh chị. Ở máy tiền chế ở trước căn nhà thì chủ cũng làm rất là cao anh chị ha, cũng rất là mát mẻ, rất là thông thoáng anh chị. Dạ anh chào cô. Đây ở trước thì cũng có ốp gạch đây, cao lên tới trần luôn chị thấy không, rất là sạch sẽ ha, nền nhà cũng lót hết luôn rồi chị nha, mới lót đó. mới lót luôn anh. Dạ mà có mấy tháng nè con, làm nước cho con uống nè. dạ được rồi cái này cô à. Dạ còn bên ta phải mình đây anh chị, đó hàng rào là bên lưới B10 chị ha. Đó cái đây còn chừa khoảng là gần 8 tấc chị, để đi ra phía sau chị ha, mình làm cái cửa sổ nè, rất là thông thoáng chị ha. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi vô bên trong phòng khách để cho anh chị và cô chú mình tham quan ha. Đây là phòng khách anh chị ha, phòng khách đây thì chủ có cái bàn bàn bằng gỗ đáng trăng luôn hả anh. Dạ ở trên trần thì gia chủ chưa có đóng lập phong anh chị ha. Đó, hai cửa sổ thì thiết kế bên tay phải thôi, rất là rộng, rất là thông thoáng chị ha, lấy ánh sáng vô, lấy trời vô, rất là thông thoáng ở phòng khách của mình nha anh chị. Giá căn nhà mình chỉ có là 500 triệu thôi nha anh chị ha. Đây có tủ bằng nhôm để mấy ly, mấy cái bình trà đây, đó cũng rất là gọn gàng. Căn nhà của chủ đây thì được là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một không gian bếp và một nhà vệ sinh, nhà tắm nha anh chị. Xây dựng rất là rộng ha. Đây, phòng ngủ thứ nhất. Đây thích hợp cho anh chị cô chú nào mà gia đình đông ha, tại vì được 3 phòng ngủ anh chị, rất là rộng anh chị ha. Đây là phòng thứ hai. Không gian thì trong phòng cũng vừa phải thôi, không có lớn mấy chị ha. Mỗi phòng ngủ thì đều có cửa sổ hết anh chị ha. Đây phía sau thì ở bên trái gia chủ thiết kế cửa sổ nè, thấy không, mở cửa sổ rất là sáng rồi, mình không cần bắt đèn nha anh chị. Còn đây là khu vực để ngâm mấy rượu thuốc rồi chị ha, bình rượu đây. Còn đây là phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ ba thì hơi nhỏ hơn phòng ngủ thứ nhất và thứ hai nha chị ha. Đây là không gian bếp nấu ăn mà anh chị, đây cũng rất là đơn giản thôi. Về mình thiết kế thêm cái mấy cái hộc ở dưới nè chị ha, đó là làm cửa lùa anh chị, mình để kéo lại cho ngăn nắp hơn, đó, nó gọn sợ gàng hơn chị ha. nó sợ cô té nó không có kịch không Dạ phía sau đây không có lót hả cô. nó sợ cô té Dạ nó nói đi nước té mẹ ơi. dạ đây, cô đi làm gì cô mới về cô? Dạ bán bánh mì hả con? dạ 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 còn đây là khu vực để máy giặt á, rồi có một cái sàn nước lớn chị ha, có thể rửa chén bát hay là nồi ơi khu vực này nha. Còn bên trái mình đây là khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm nha anh chị. Đây thì chủ cũng ốp gạch cao khoảng là 1,6 m ha. Rồi đây là không gian cuối cùng, là không gian nuôi một số chó con nè. Đây rồi nấu củi ở khu vực này chị ha, nếu anh chị nấu củi thì nó giữ phía sau cùng này đó, ranh giới mà cuối cùng lên chị ha. Đây có cái trụ bê tông bên tay trái nè, phía sau có cổng phụ đó, mình ra phía sau ở đây ranh giới cuối cùng của đất và căn nhà của mình nha anh chị. Đây là có kho đơn giản thôi, chủ để mấy tàu dừa này kia để mình chậm á chị ha, đồ dùng phía sau. Rồi để em tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà và đất này thì liên hệ bên em số thoại màn hình, bên em có nhân viên dẫn câu trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 500 triệu nha, với ngang đường công cộng là 5, chiều sâu là 30, lên tổng diện tích là 149,3 m² nha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm like ha,
một chia sẻ ha, một nút đăng ký giống hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất, tòa nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Em cũng xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.